Chào các bạn nha, hôm nay nhà mình sẽ ăn cơm với lại cá điêu hồng chiên tươi, cá ba sa kho với lại đậu xào, chỉ đơn giản vậy thôi. Giờ mình sẽ ướp cá trước khi kho. Mình ướp với hành tím. Hành tím thì mình băm nhỏ hay là xé cũng được nữa. Chút bắp sừng. Cho thêm chút tỏi phi cho khử mùi tanh. Trộn đều lên để ra cho cá. Mình bắt đầu đi chiên cá. Giờ sau thì mình cho vô đây một chút muối để khi mình chiên cá nó không có bị dăng nữa, nó bớt dăng thôi chứ không phải là bị dăng, nó sẽ bớt dăng.
còn lại. Thôi vậy đi cũng. Giờ cái bếp đó mình có cái đầu trắng cho dòng nó sẽ bắn ra bếp đó, mà tại vì mình phải xuyên nên mình không có trắng đó được. Thank you.
sẽ làm nước mắm nè. Nước mắm để ăn với cá chiên á. Một muỗng canh đường. Hơi nhà sẫm á,
ít nước lọc. Nước mắm. Sau rồi mình thả cá đi, cá nãy mình ướp á. Mình cho cái nước ớt vô. Sau lên mình trả cá nha. Cá da trơn ở miền Tây của mình á, cái da nó rất là nhớt, cho nên là khi các bạn sơ chế là các bạn phải làm kỹ, nó không nó sẽ bị nhớt, bị tanh. Mẹ mình sẽ chế nước sôi cho da cá nó săn lại, rồi mình cạo bỏ cái lớp nhớt đó, rồi mình chà muối, và cá nó sẽ sạch nhớt, cũng không bị tanh nữa. Các bạn thấy cái thịt cá nó nụ lên không? Thịt cá nó nụ lên như thế này là cá tươi, là cá còn sống nè. Nếu mà cái thịt cá mà mình kho mà nó phẳng luôn á, mà cái thịt cá nó không có trắng á, nó đen á, là con cá đông lạnh, con cá đã chết.
kiểu khác thôi, là cái miền Tây mình đó các bạn. Kho còn nhiều nước đó để chấm rau á. Sòn quá nó bị tróc vàng. Cá này ăn cái bụng nó rất là béo, cái bụng nó mỏng luôn. Cái này kho này nó lỏ này nó tinh chua gì đều ăn luôn các bạn. Cái người là sau là chính này đó, mình cho hành lá vô. Mình tắt bếp nha, nước cá ra mình dọn cơm nha. Tiêu trong đồ sàn. Nước tương để chấm nhậu. Chắc vô đây về lát đó. Nước tương thì chấm nhậu nha. Còn cá chiên thì mình ăn với nước mắm. Đây là cá kho. Cá kho mình có thể chấm với rau muống. Rồi, các ai đó cũng dùng cơm với mình nha. Video của mình đến đây đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn nhớ like, share và đăng ký giúp mình để mình có thêm động lực này. Thêm nhiều video hay hơn nữa nha. Tạm biệt các bạn.